Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cây dòng thuốc đau đầu kinh niên. Con này thì hàng nội địa của Nhật và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một hộp này. Đó, 90.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì cũng là khá là nhiều luôn và nó là thuốc của thương hiệu OTC. Cái này thì nó là một cái dòng thuốc nam thôi, thuốc nam. Cho nên là các bác dùng thì nó rất là an toàn thôi. Đặc biệt là bác nào hay bị đau đầu lâu năm, đấy, đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. Đấy. Và nó sẽ là thuộc dạng gói như này này, thuộc dạng gói như này. Nó là thuốc nam mà, cho nên là cái này uống nó rất là an toàn luôn. Đó, thuốc nam. Cái này thì các bác uống rất an toàn. Giá sẽ là 90.000 cho một hộp như này nhá. Đấy, 90.000 cho một hộp như này. Và một hộp này của nó thì tới 100 gói này, 100 gói mỗi gói là đi 30 g. Đây. 100 gói, mỗi gói 30 g như này. Và nó là cái dòng thuốc nam nhá. Thuốc này thì các bác uống trực tiếp cho em. Đây. Đấy. Uống trực tiếp cho em nhá. Đóng gói đóng điếc của nó cũng rất là cẩn thận kỹ càng luôn. Đây con này. Đó. Nó là dòng thuốc nam. Đấy. Các bác uống trực tiếp cho em, rất là tốt luôn nhá. Đấy. Cho ra này uống trực tiếp cho em. Đó. Sẽ là 90.000 cho một hộp thuốc đau đầu kinh niên như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mắc áo các bác này. Đấy, mắc áo. Bên shop sẽ bán theo một hộp như này là 10 cái. Một vỉ này là 10 cái nhá. Chất liệu của nó thì giá 10 cái sẽ là 65.000 nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là phần móc khóa này thì là bằng thép này, còn lại là bằng nhựa, nhưng mà nó là cái loại này nó là nhựa dẻo. Thì khi các bác sử dụng thì cái này nó rất là tiện ích luôn. Đây. Nhựa của nó là nhựa dẻo này. Đấy, nhựa dẻo quá thấy không? Nhựa này nhựa dẻo, nắng mưa thoải mái luôn. Ưu điểm của cái móc này là nó có hệ thống chống trơn hết nhá. Có hệ thống chống trơn hết như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là ok. Đây. Có hệ thống chống trơn hết nhá. Và có các cái đầu quặc như này để các bác quặc quần áo nhỏ này. Đấy, mình phơi những cái quần áo nhỏ hoặc là những cái phần áo có con đỉa thì mình phơi vào đây cho em. 65.000 cho một vỉ như này bao gồm 10 chiếc nhá. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Lên mã giúp cho em đó là móc quần áo nhá. Móc quần áo. 65.000 cho một vỉ 10 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái rổ vo gạo nhá, giá vo gạo. Giá vo gạo con này thì bằng inox 304. Giá sẽ là 75.000 nhá. Giá vo gạo inox 304 này. Đấy. Giá vo gạo inox 304. 75.000 cho một con giá vo gạo như này. Con này thì rất là tiện luôn, su 304 này. Các bác cho gạo cho riêng vào đây. Đấy, vo xong thì ở đây nó sẽ có cái phần lưới như này thì các bác đổ đi thì nó sẽ không bị mất gạo nhá. Bánh hõm như này rồi. Thì thứ nhất là các bác đổ nó rất là tiện ích và thứ không mất gạo. Ngoài ra đựng gạo thì các bác có thể đựng rau, dạ, thực phẩm, thức ăn cũng rất là ok thôi. Lên thì em là giá vo gạo con này thì sẽ là 75.000 nhá. 75.000 cho con giá vo gạo nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đánh trứng nhá. Máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 cho một con máy đánh trứng như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Hàng này thì nó là sử dụng pin rồi. Ngoài đánh trứng thì các bác có thể dùng để pha cà phê, pha ngũ cốc các thứ rất là ok. Đây nó có lẫy rồi, các bác chỉ cần sập vào này cho nó xong này. Đấy, bật lên là nó xoay các bác này. Xoay rất là tít luôn các bác này. Đấy, xoay rất là tít luôn thì các bác dùng để mình đánh trứng, đánh cà phê rất là ok nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai đầu như này. Hai cái loại đầu như này các bác này, một cái đầu là hình gọng vó và một cái đầu lò xo như này. Đấy, các bác cứ lắp. Cứ lắp vào đúng lẫy cho em. Đấy, lắp vào đúng lẫy này, bật lên này. Đấy, nó có các số như này. Đấy, xoay rất là tít luôn các bác này. Đấy. Mình dùng để pha cà phê rồi pha các cái loại hạt rất là ok nhá. Giá thì sẽ là, các bác lên mã giúp em đó là máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con máy đánh trứng như này. Hàng này thì nó sử dụng pin thì nó rất là tiện ích luôn. Hàng sử dụng pin thì hết pin thì các bác cắm sạc vào cho em là xong nhá. Hết pin thì cắm sạc vào cho em là xong. Đó. Con này thì lên cho em là máy đánh trứng giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho con máy đánh trứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ca chiên dầu nhá. Đấy, ca chiên dầu. Thì đây nó sẽ là một cái bộ đôi như này bao gồm là 2 chiếc. Đấy, thì ví dụ như là các bác có muốn chiên tôm, chiên tép này hoặc là chiên các cái đồ chiên khoai lang chiên các thứ. Thì con này nó sẽ là bằng inox 304, các bác đặt trực tiếp lên bếp, đổ dầu vào đây.
sau đó thì mình cho gia vị vào đây, là cho các loại đồ mình chiên vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vớt ra như này là xong. Vớt ra như này, đó, nó rất tiện ích luôn. Các bác chiên khoai lang chiên hoặc là nói chung là các cái món đồ chiên thì dùng rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 thôi, 100.000 cho cái bộ đôi ca chiên dầu như này nhá, 100.000. Bao gồm là một cái ca inox. Con này rất là dày dẫn, ngoài các bác dùng để chiên dầu thì các bác có thể dùng để mình làm ca gáo múc nước cũng rất là tiện ích luôn. Còn cái này thì các bác có thể dùng làm rổ để rửa rau này hoặc là lọc thức ăn. Đấy, rất là ok. Đấy, hoặc các bác có thể để trên chiếc chậu rửa bát mình lọc cặn cơm nước cũng rất là ok luôn. Đó thì cũng là đa di năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ca chiên dầu. Giá sẽ là 100.000 cho một đôi như này nhá. 100k cho một đôi luôn. Đó, 100k trên một đôi ca chiên dầu như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo này. Đấy, các bác lên cho em là chảo hai quay, bỏ cho anh cả cái một quay đây. Con chảo hai quay này thì cũng khá là dày dẫn, cũng bằng chống dính bằng tổ ong như này nhá, chống dính bằng tổ ong như này, rất dày dẫn, chống dính bằng tổ ong, dày lắm. Đó, con này thì sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là chảo hai quay chống dính, giá sẽ là 100k. Đó, chảo hai quay chống dính là 110.000 nhá, 110.000. Còn con này thì các bác lên cho em là chảo tổ ong nhá, con này thì sẽ là 140.000. Chảo tổ ong này, chảo tổ ong giá của nó sẽ là 140k nhá, 140.000. Đó, hoặc là các bác lên cho em là chảo một quay nhá, con này nó sẽ là một quay như này, còn con này nó sẽ là hai cái quay như này nhá, hai quay như này. Hai con này thì cái con này thì kích thước của nó sẽ là to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút, đường kính của nó thì chắc là vào khoảng là 27-28 cm, còn con này thì nó vào 24 cm. Đó, hai con thì cũng gần bằng nhau. Đấy, con này thì nó sẽ sâu hơn một chút nhá, sâu hơn một chút. Đó, còn con này thì nông, nó sẽ nông lòng hơn như này. Đấy, con chảo hai quay này thì sẽ là 110.000, 110.000 cho con chảo hai quay, đều là chống dính bằng tổ ong hết nhá. Đó, còn con này thì sẽ là 140.000, 140.000 con này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn như này, con này thì giá của nó sẽ là 170.000, nó sẽ hình khẩu súng như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái súng như này và có sẵn các cái đầu như này luôn, các bác chỉ cần lắp vào như này thôi. Đó, và mình bật lên, bật lên cho em. Máy rung rất là mạnh luôn, rất là mạnh luôn. Đây, các bác đưa vào rung mình massage cổ vai gáy bắp tay bắp chân này. Đó, 170.000 cho con súng thư giãn như này. Có cho các bác là các cái loại đầu massage. Đấy, 4-5 đầu massage tất cả luôn, có 4 đầu massage và một cái cáp sạc đi kèm. Đấy, giá chỉ có 170.000 thôi. Súng thư giãn. Em nói cho em nó hình khẩu súng như này, lên cho em là súng thư giãn 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái ổ điện đây. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng nhá. Đấy, con này trước em đang lên nó là màu trắng, giờ này em về cả màu xanh màu vàng như này. Đấy, nhưng bên em vẫn gọi là ổ điện trắng. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai ổ USB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ổ cắm. Hai ổ USB, 7 ổ cắm, có công tắc đóng ngắt. Giá của nó thì sẽ là 65.000 nhá, 65k. Đấy, lên cho em là ổ điện trắng 65k. Dây thì nó sẽ là dài khoảng là trên dưới 2 mét, trên dưới 1,5 mét, tầm 1,5 mét đến 2 mét nhá, tầm 1,5 mét đến 2 mét, nói chung là trên 1 mét. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái dây điện, dây điện vàng nhá, dây điện vàng. Đấy, con này thì một cuộn của nó dài khoảng 20 mét, dài khoảng 20 mét, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Cái dây 150.000 nhá, 150.000. Đấy, ở đây thì ổ của nó là ổ đúc hết nhá, ổ đúc hết như này. Đó, ổ đúc hàng made in Japan cho các bác luôn. Đó, 150k thôi, 150k. Dây thì dài khoảng là từ 20 mét trở về nhá, 20 mét trở về cho các bác luôn, dây dài 20 mét trở về. Đó, tiếp theo này thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái túi điện thoại nhá. Đấy, túi điện thoại đây thì con này các bác đeo vào thắt lưng này. Đấy, sau đó thì mình có thể để điện thoại này, rồi các loại giấy tờ này, rồi có cả móc đeo để các bác đeo móc khóa luôn. Hai cái đai này là để các bác đeo vào hông. Đó, thì các bác đựng điện thoại đeo vào đằng trước ấy, rất là an toàn, tiện. Điện thoại to, thoại nhỏ đều đựng vừa hết nhá. Lên cho em là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá, 40k cho cái túi đựng điện thoại như này. Giá chỉ có 40k thôi, 40k.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi túi đựng rác nhá. Đấy, một quận này của nó là 100 cái luôn. Kích thước của nó là 45 x 50 và giá thanh lý cho bác chỉ còn 35.000 cho một túi như này thôi. Đấy, tính ra một ngày mà các bác dùng hết vị chi là một ngày các bác dùng hết một túi thì 100.000 ba túi, như vậy là các bác dùng như vậy nếu mà tính ra thì chắc chỉ mất 100 con thôi. 100 con là một cái túi đựng rác như này. Đấy, và nó đã có dập sẵn như này rồi, về nhà các bác chỉ cần bóc ra cho em như này. Đó. Bóc ra thôi. Đó, các bác bóc ra cho em. Đó. Và ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác ấy luôn. 35.000 một túi nhá. 100.000 ba túi. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là túi để các bác đựng rác này. Đấy. Và có luôn cho các bác cả cái phần quai đây, quai nó ở nằm ở đây này. Đấy các bác, quai nằm ở đây. Thì các bác khi các bác dùng khi vứt rác thì mình giật cái phần quai này lên. Kéo cái phần quai này lên các bác nhá. Đó. Đây. Cái phần quai này các bác kéo lên chưa? Đấy. Quai này kéo lên. Còn cái này các bác bỏ rác vào đây. Túi thì trông mỏng này thôi nhưng mà rất là dài các bác này. Mỏng này thôi nhưng mà rất là dài. Thì các bác đựng rất là tiện ích luôn. Đó, rất dài nhá. Rất dài luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 35.000 cho một bịch như này. 35.000 và 100.000 là ba bịch luôn. Combo 100.000 ba bịch. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Đó, nó sẽ là một con máy của thương hiệu Osaka của Nhật này. Đó. Con này thì giá sẽ là 145.000. Đấy, nó sẽ có các cái phần lưỡi xoay như này. Có phần lưỡi xoay này các bác đặt vào đây cho em này. Đấy là mình xoay này. Rất tiện ích luôn, đặt vào đây. Rồi, các bác chỉ cần là đưa vào là mình xay thôi. Xay thịt, xay tôm, xay cá đều được hết nhá. Nhấn nút ở đây luôn. 145.000 cho một con máy xay Osaka như này. Sử dụng điện 220V. Rất là tiện ích luôn. 145k nhá, máy xay Osaka. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp. Con này thì giá của nó sẽ là đi 260.000 và bên em bao ship, bao gồm một thân máy như này. Con này thì nó sử dụng con này trước em đang bán là 260.000, đợt này giá chỉ còn cho các bác 160 cành thôi. Cho con máy như này nhá. Đó, con này thì về các bác chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim. Các bác lắp pin vào đây xem, 4 cái pin con thỏ nhỏ. Giá cực tốt luôn, giá này không bao gồm pin nhá. Về nhà các bác tự mua pin thôi. Đó, về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy, bác nào cũng nên có, đặc biệt là tuổi già thì nên sử dụng con này. Máy đo huyết áp 160.000. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Unica Japan này, nội địa của Nhật, hộp 5 mũi khoan tháp. Có tặng kèm cho các bác một cây lấy dấu luôn. 1 2 3 4 5, một cây lấy dấu. Đó. Thép của nó là thép gió phủ titan, giá sẽ là 180.000 đây. Đấy, lấy dấu này, đóng vào là có dấu luôn. Đây. Ấn vào này là có dấu các bác này. Đó, rất tiện ích luôn. Bao gồm là một cây lấy dấu và 5 mũi khoan. Giá chỉ có 180.000 thôi. Hộp 5 mũi khoan tháp, hộp nhôm 180.000 nha, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bánh xe nâng đồ nha, bánh xe nâng đồ như này. Bao nhiêu nha? Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 cái chân bánh như này, chịu lực là mỗi cái là 150 cân. 150 cân thì tính tổng trọng tải là sẽ là đi 4 bánh là đi 6 tạ nhá. 4 bánh là 6 tạ. Và một cái con nâng như này. Đấy, các bác chỉ cần là đưa vào mình đây, nâng cái tủ của mình lên. Đó, nâng những cái tủ của mình lên, sau đó thì mình để cái chân này vào. Đấy, tủ lạnh, máy giặt rồi đồ đoàn các thứ. Lên thêm là dụng cụ chuyển đồ nhá, giá sẽ là 80k, hàng Việt Nam chất lượng cao luôn. Hàng Việt Nam chất lượng cao, dụng cụ chuyển đồ. Dụng cụ chuyển đồ đa năng, giá sẽ là 80.000. Đó, đầy đủ đây. Các bác nâng đồ lên sau đó thì mình đặt vào là xong, rất tiện ích luôn. Dụng cụ chuyển đồ 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khò ga nhá.
Khò ga thì nó sẽ có hai loại. Một là khò ga đại, hai là khò ga đồng. Khò ga đại này thì sẽ là 90.000. Đấy. Còn con khò ga đồng này thì sẽ là 80.000 nhá. Khò ga đồng này là 80.000. Đó. Tiếp theo thì em lên các bác cái kìm kìm nhọn này. Đó. Kìm nhọn thì nó sẽ là hàng Nhật bãi như này. Giá thì sẽ là 40.000 đồng trước thôi. 40.000 đồng trước kìm nhọn như này nhá. 40k. Giá cực rẻ luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính hai mặt nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái loại băng dính hai mặt như này để các bác dùng để mình dính nó băng keo trong hai mặt luôn. Các bác dính tủ, dính ổ điện rồi điếc, còn nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện nhá. Băng keo trong hai mặt như này. Đấy, đây các bác bóc ra này. Mình để dính đồ, dính đoàn này nó hai mặt luôn. Giá gửi tới các bác, giá đợt này gửi tới các bác rất là tốt luôn. Chỉ có 20k thôi. 20k cho một cuộn băng keo trong hai mặt thế này. 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá. Kéo cắt cành trên cao rất tiện ích luôn. Con này thì các bác dùng để cắt cành trên cao, có kèm cả cưa và có cái đầu như này. Về nhà các bác xỏ vào cho em, xỏ vào cái xào nhà mình ấy. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130k thôi con kéo cành trên cao như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó. Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật hẳn hoi luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm. Đó là cái con đèn thần tài nhá. Đèn thần tài. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 thôi. Đợt này về cho các bác giá tốt 60.000, trước là 65.000. Các bác nâng lên cho em này, sau đó thì mình tháo ra này. Đấy, ở đây thì các bác lắp ngược lại cái này cho em. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác cái công tắc này, bật cái công tắc này lên. Chạm nhẹ vào nó sẽ lên này. Chạm nó tắt này. Đấy, hoặc các bác có thể thổi được. Thổi theo kiểu như truyền thống là mình thổi đèn nến ấy. Đó. Nhưng mà trước khi muốn thổi nó lên ấy thì các bác phải bật cái công tắc này trước nhá, pin nó lên này, pin lên này, các bác thổi đi. Đó, các bác theo. Đó. Thì con này rất là tiện luôn. Giá sẽ là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Các bác có thể để trên ban thờ, nó chạy bằng pin. Sạc pin thì rất là an toàn. Đấy, và có cả điều chỉnh chiết áp luôn, điều chỉnh sáng tối luôn. Đó, bật lên này. Bật lên cho em này. Đó. Đây. Con này thì đa di năng luôn, có cả điều chỉnh sáng tối nhá. Rất là sáng đấy các bạn. Mất điện các bác cũng có thể dùng ăn cơm ăn nước được. Đó, rất là tiện, nói chung là sơ cua khi mất điện. Đó, đây. Rất là ngon lành luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Một con đèn thần tài như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 60.000 cho con đèn thần tài như này nhá. 60k. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên em về cho các bác đó là bên shop về cho các bác một cái con máy này. Đó. Con này nó sẽ là một cái dòng đây. Máy xay tiêu nhá. Đây nó sẽ là một con máy xay tiêu tự động các bác nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là sử dụng 6 quả pin con thỏ nhỏ như này. Bên em bán là không có kèm pin đâu. Đấy, 6 quả pin con thỏ nhỏ, về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Sau đó thì mình lắp cái phần này vào này. Đấy, lắp cái phần này vào. Đây, ở đây thì nó có cái mũi tên này các bác sập vào cho em này. Và cái phần thủy tinh này là để các bác lắp tiêu vào đây nhá. Lắp tiêu vào đây. Đó, các bác cho tiêu vào đây cho em. Cho tiêu vào phần thủy tinh này và nó sẽ chảy xuống đây và nó sẽ xuống cái đầu có đèn này. Thì nó sẽ là hàng tự động không nhá. Bình thường các bác để đứng như này thì nó sẽ không chạy này. Các bác lật nghiêng như này là tiêu nó rơi xuống và nó sẽ tự xoay và tiêu nó sẽ văng ra ngoài này. Rất tiện luôn. Đấy, khi nào các bác dùng nhá, khi nào các bác ăn thì các bác chỉ cần là nghiêng như này thôi là nó sẽ tự xoay và nó chảy ra ngoài. Thì lúc nào nó cũng giữ được mùi hương, hương vị thơm và ăn đến đâu xay đến đấy. Nghiêng như này là nó sẽ rơi ra này. Đấy, dựng đứng lên là nó tắt này. Nghiêng này nó sẽ tự xay nó rơi ra. Đó. Con này thì giá chỉ có 80 cành thôi. Đấy, một con máy xay tiêu chất lượng như này. Đấy, bên trên thì bằng inox, bên dưới bằng thủy tinh nhá. Máy xay tiêu giá sẽ là 80k cho con máy xay tiêu như này nhá. 80.000. Đây, các bác xem cái video thực tế của em luôn. Đó. Em sẽ có video thực tế cho các bác xem nhá. Trong diện đất của các mẹ đây. Với động cơ dùng 6 pin mạnh mẽ, máy có thể xay nhuyễn các loại gia vị khó nhằn như muối hột một cách dễ dàng. Đấy, và nhanh rất là ngon luôn các bác nhá. Dễ dàng, thao tác cực đơn giản, chỉ cần cho gia vị cần xay vào trong ổ đun và lắp vào thân máy. Đấy, các bác cho gia vị vào cho em này, xong đó thì lật nghiêng lên là tự nó sẽ đẩy tiêu ra này. Đấy. Đó, đây. Đây, ở đây họ đang bán là tới 229.000 này các bác này. 229.000 mà bên shop em bán chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 thôi nhá. Đây. Đấy.
máy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, lật nghiêng này là nó sẽ xay này, có cả tia cực tím để khử khuẩn các thứ luôn, rất là an toàn nhá. Đấy, giá chỉ có 80 cành cho một con máy xay tiêu này thôi. Tiếp theo thì bên shop có một số mã thanh lý này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là con hút bụi thảm này. Đấy, con hút bụi thảm. Con này bên em đang bán là 280.000. Đấy, con này thì nó sẽ là mất hộp, thanh lý cho các bác với giá đó là 150.000 nhá, 150.000. Hàng bị mất hộp nhá, hàng mất hộp thanh lý 150.000. Còn con này bên em đang bán nguyên bản của nó sẽ là 280.000 cho một con máy hút bụi giường như này. Đấy, hút rất là khỏe luôn các nhá. Hút rất là khỏe luôn. Đó. Con này bán thanh lý 150.000 này. Tiếp theo thì bên shop có con máy cạo râu Zandu này. Con này thì em đang bán với cái giá đó là 90.000. Con này thanh lý nốt cho các bác. Đấy. Hàng này thì thanh lý cho các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho con cạo râu Zandu thanh lý này. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là một cái con sạc không dây này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Hãng RAV Power này. Đó. Hàng này thì sạc không dây, các bác chỉ cần cắm nguồn vào cho em, sau đó thì đặt cái điện thoại lên đây. Đấy, đặt điện thoại đây là nó sẽ tự sạc nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác, con này là 250.000, thanh lý cho bác 150.000 cho con sạc không dây như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Sạc không dây thanh lý nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con đèn đọc sách này. Đấy, đèn đọc sách như này. Là bằng cảm biến này các bác này. Đấy, cảm biến như này. Có 1 2 3 chế độ như này nhá. Lên cho em là đèn đọc sách này. Con này là 150.000, cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 100.000 cho con đèn đọc sách như này. Có một con duy nhất thôi, có 3 chế độ sáng. Các bác kẹp vào quyển sách như này cho em, sau đó thì mình gập vào như này. Đấy, các bác nhau có tí tuổi rồi thì dùng con này rất là thích. Đấy, giá sẽ là 150.000 cho con đèn đọc sách như này nhá. Và một cái bộ củ sạc như này nhá, bộ củ sạc của Samsung Type-C như này. Đấy, thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 30.000 cái bộ củ sạc như này, bao gồm cả củ cà dây như này, 30.000 các bác nhá, 30.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuông cửa, chuông báo trộm nhá, chuông báo trộm. Đấy. Con này thì các bác chỉ cần bật lên cho em này. Đấy, bật lên. Đấy, mình để như này. Bình thường thì nó sẽ là không kêu, và khi mà mình tách rời nó ra thì nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy, nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Ở đây thì nó sẽ sử dụng cái quả pin về nhà các bác lắp, tháo cái phần cản pin này ra cho em này. Ở đây nó sẽ có cái phần cản pin, tháo ra cho em. Đó, tháo ra. Đấy, và các bác sử dụng thôi. Đấy nha, các bác để vào như này này. Để vào này thì nó sẽ không kêu này. Đấy, bật lên cho em này. Đấy, để này thì sẽ không kêu. Bỏ ra nó sẽ hú này. Đó. Đấy, thì khi mà mình dán vào hai cái mép cửa nhá, dán vào hai mép cửa. Đó, buổi ban đêm trộm nó chỉ cần là kéo cửa ra cái là nó kêu luôn. Đấy. Rất tiện ích luôn các bác nhá. Kêu rất là to luôn. Đó. Thì khi mà trộm nó thấy cái tiếng kêu này là nó sẽ bỏ đi luôn. Đó. Thì lên cho em là chuông báo trộm nhá. Chuông báo trộm. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 30.000 cái chuông báo trộm như này nhá. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30k cho cái chuông báo trộm như này, 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái găng tay thức ăn này. Đấy. Một hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc, chất liệu của nó là ni lông lụa nhá. Ni lông tinh lụa. Đấy. Rất là mềm và dẻo dai. Thì tay đàn ông của em to như này mà đi cũng vẫn vừa hết nhá, và rất là ôm tay luôn. Thì các bác cứ đi vào cho em là xong. Đó, các bác đi chậm rãi vào cho em là xong. Đó, đây các bác này. Đấy. Ni lông lụa rất là ôm tay luôn, thì các bác có thể dùng để mình bóp nem, bóp nộm làm thực phẩm, làm thức ăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 thôi. Găng tay thức ăn giá sẽ là 20k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khăn mặt này. Khăn mặt một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc, giá sẽ là 55.000 nhá. 55k cho một bịch 10 chiếc như này. Và mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái nhá. 20.000 cho 20k. 20k là được ba cái thôi, còn 55.000 một chục luôn. 55.000 một chục các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn thiếc nhá. Mỏ hàn thiếc. Tên cho em là mỏ hàn thiếc xanh này. Mỏ hàn thiếc xanh như này. Công suất của nó sẽ là 60W, có điều chỉnh nhiệt độ nhá. 60W có điều chỉnh nhiệt độ cho các bác luôn. Đấy, và có kèm cho các bác là một bộ mũi thay này, một cái cuộn thiếc và một hộp nhựa thông như này, combo đầy đủ cho các bác. Giá thì sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Lên cho em là mỏ hàn. Mỏ hàn thiếc giá sẽ là 100k nhá, 100k cho cái bộ mỏ hàn thiếc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mũ này. Đầu tiên thì nó sẽ là mũ đại bàng nhá. Có mũ đại bàng này thì giá của nó sẽ là mũ đại bàng bao nhiêu nhỉ? 90.000 cho cái mũ đại bàng như này nhá. Đấy, mũ đại bàng này, hàng của Mỹ các bác nhá, hàng của Mỹ, mũ đại bàng rất là đẹp luôn, 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái mũ xanh và mũ dàn di nhá. Mũ xanh và mũ dàn di. Đấy, hàng đều của Mỹ hết. USA của Mỹ này. Mũ xanh và dàn di này thì đều giá của nó sẽ là 65.000 nhá. 65.000 một chiếc. Đấy, còn mũ đại bàng thì nó sẽ đắt hơn một chút. Mũ đại bàng thì 90.000.
Còn mũ xanh và mũ dàn di thì đều là 65.000 một chiếc nhá. Các bác lấy mũ nào thì lấy nhá. Đó. Hàng thì đội ôm form ôm dáng rất là đẹp luôn. Hàng của quân đội Mỹ, USA. Đấy, USA Army. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gắp nóng này. Đấy, cái này thì các bác gắp thực phẩm, gắp thức ăn, chiên, rán, xào, nấu đều được hết. Giá thì sẽ là 30.000 cho cái gắp nóng như này. Đấy, lên cho em là gắp nóng, giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000. Đấy, hàng bằng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Giá thì chỉ có 30.000 thôi. 30.000 cho cái gắp nóng như này các bác nhá. 30.000 để các bác gắp chiên rán xào nấu rán cá rán chiếc. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Đấy. Đồng hồ đo vôn ampere này, các bác về chỉ cần bật lên cho em là xong. Đấy. Đồng hồ vôn kế nhá, lên cho em là đồng hồ vôn kế. Con này thì các bác đo vôn, đo ampere rồi đo các kiểu đo được hết nhá. Đấy. Con này thì giá chỉ có 100 cành thôi, 100.000. Có sẵn tích hợp pin cho các bác rồi, sẵn tích hợp pin rồi. Đó, và có cả đầu đo như này. Về nhà các bác đo vôn, đo ampere các thứ đều ok hết, giá chỉ có 100 cành thôi. Lên cho em là đồng hồ vôn kế nhá, đồng hồ vôn kế. Giá sẽ là 100.000. Đấy, có sẵn dây đo các thứ đầy đủ cho các bác luôn, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đồng hồ vôn kế giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con đồng hồ vôn kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Nên giờ cho vào đây à? Lên cho em là bộ gắp bát đĩa nhá. Đấy, bộ gắp bát đĩa combo cho các bác sẽ bao gồm cho các bác là 3 món này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một cái gắp như này. Đấy, một cái gắp này các bác có thể kẹp vào bát, kẹp vào đĩa thì mình ngửa lên, kẹp bát thì mình úp xuống này. Còn cái này chuyên để gắp đĩa này, gắp đĩa và gắp cái khay nóng hấp này. Đó, và có cho các bác là hai cái lót tay như này nữa nhá, hai cái lót tay này nữa. Giá thì sẽ là 50 cành. 50 cành cho cái bộ gắp bát đĩa như này, cái kia là gắp nóng còn cái này là gắp bát đĩa nhá. Đấy, thì con này sẽ là đa di năng hơn. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa. Giá sẽ là 50.000 cho cái bộ gắp bát đĩa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đó, các bác dùng tay như này thì rất dễ đổ vỡ nhá. Đấy, gắp bát gắp đĩa rất là ngon lành luôn. Đấy. Rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, bộ gắp bát đĩa giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái các bác lên cho em đó là đầu. Các bác lên cho em là đầu phun thuốc nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái xi lanh như này để các bác bơm này. Đó. Về nhà các bác có chai Coca, chai nước lọc rồi các cái loại chai đều vừa hết. Cái gioăng này nó là gioăng phổ thông nhá. Cái gen này là gen phổ thông vừa hết luôn. Các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu cái gen cho em, đầu cái chai Coca, chai 7 áp cho em. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đây đây nó sẽ có đầu bét để các bác điều chỉnh để mình tưới cây phun xương này. Đó. Giá sẽ là 35.000. Các bác khỏi phải mua một cái bình to rất là bất tiện nhá. Đấy, phun thuốc trừ sâu này, tưới hoa, tưới lan đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là đầu phun thuốc nhá. Đầu phun thuốc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là 35.000 trong cái đầu phun thuốc như này. 35.000 trong cái đầu phun thuốc như này rất là tiện luôn. Đấy, giá chỉ có 35.000 thôi. Về nhà lúc nào mà các bác lắp vào cái chai Coca. Đấy, đây các bác này, về nhà các bác lắp vào cái chai Coca cho em. Đó, cái chai Coca này là vừa in luôn. Đấy, xoáy vào. Sau đó thì mình bóp như bình thường. Đó, đẩy như bình thường để lấy khí này. Sau đó thì mình xịt thôi. Đấy, các bác thấy chưa? Xịt tưới cây rồi phun thuốc trừ sâu thì nó rất là tiện. Đó. Rất là tiện luôn, đầu bét có thể điều chỉnh này. Các bác chỉ cần mua mỗi cái đầu vòi này của em là xong. Mua mỗi cái đầu vòi này thôi, nó tiện lắm. Về nhà sau đó thì về nhà các bác lắp luôn một cái chai Coca. Nó tiện hơn nhiều. Mà giá thì ưu đãi hơn, chỉ có 35.000 thôi. Bây giờ nếu mà các bác mua một cái cả một cái bình tưới cây nó sẽ mất thằng 100.000 đến 200.000. Đấy, mà đã không tiện ích. Còn cái này nhỏ gọn, các bác dùng xong thì mình có thể cất đi. Đó, rất tiện luôn. Đấy, một cái đầu đầu phun thuốc như này. Lên cho em là đầu phun thuốc, giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000. Đầu phun thuốc này, 35.000 thôi. Đầu phun thuốc. Giá rất ưu đãi cho bác luôn, đầu phun thuốc. Giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho cái đầu phun thuốc như này. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy tiết kiệm điện nhá. Đây nó sẽ là một cái dụng cụ các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 bình thường cho em. Đó thì con này sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm tối đa từ 30-50% lượng điện tiêu thụ nhá. Đây, lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá của nó sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản.
chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó. Thì con này nó sẽ giúp tiết kiệm điện rất là tốt cho các bác luôn nha. Đấy, đây nó sẽ là một con máy nhỏ gọn như này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp điện 220 bình thường nha. Đây cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên máy giúp cho em đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nha. Đây, nó sẽ là một con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, hàng trong hộp bao gồm là hai đầu như này nhá. Hai đầu rất là đẹp luôn. Hai đầu như này, đầu đúc liền nguyên khối nhá. Hai đầu đúc liền nguyên khối này. Có kèm thêm cho các bác là hai đầu đúc liền và một dây thắt lưng siêu đẹp luôn. Đấy, đây. Chất liệu của nó là da siêu mềm luôn nhá. Chất liệu da siêu mềm, màu thì màu nâu. Đấy, màu thì màu nâu như này. Lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Đây các bác này. Đó, hàng đẹp chấm hết luôn. Hai mặt đúc liền nguyên khối nhá. Hai mặt đúc liền nguyên khối như này. Đấy, và dòng này của nó sẽ là dòng lẫy trượt nhá. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng cho các bác luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Thắt lưng cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đây nó sẽ là một cái phao nước như này. Thì nước ngập mà 1 sen là cái phao này nó sẽ tự ngắt, rất đơn giản thôi. Các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái đầu cấp nước cho em. Đó, nước ngập 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt nhá. Rất hiện đại luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cái phao nước như này thôi. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Đó. Màu thì rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều màu nhá. Màu xanh, màu đỏ các kiểu luôn. Inox 304, hàng 1 lít rưỡi nhá. Hàng 1 lít rưỡi, bình nhiệt quân đội Mỹ, hai nắp inox 304 này. Có lưới lọc viết đàng hoàng nhá. Đấy, đây. Các bác này, đấy, tay xoáy này. Xoáy ra này. Đấy. Có lưới lọc nhá. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi các bác lên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bút điện cao su nhá. Đây, cái tay nắm của nó sẽ là bằng cao su như này. Đây các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Thì con này vừa là tô vít vừa là bút điện được luôn. Và nó rất là sáng như này thì các bác thử thông mạch hoặc thử điện âm dương các kiểu con này đều được luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một chiếc như này nhá. 30.000 cho một chiếc bút cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thớt tre này. Đấy, một cái thớt bằng tre như này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, mịn màng, ngon lành như này nhá. Hàng cực kỳ là tiện ích cho các bác dùng để thái rau, dạ rồi các kiểu luôn. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là 30 nhá. Và cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá. Giá thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo nhá. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một con giá vo gạo như này. 75.000 cho con giá vo gạo như này nhá. 75.000. Hàng bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Cái này 270 nha. 308 à? Inox 304 nhá, giá sẽ là 75k nhá. 75k. Đó, 75k cho một con như này. 75.000 nhá. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, khi các bác vo thì mình chỉ cần nghiêng đi như này thôi. Nghiêng đi như này là cái phần nước nó sẽ chảy hết và cái phần gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nó sẽ không bị chảy mất gạo nhá, rất sạch sẽ luôn. Ngoài này vo gạo thì mình có thể rửa rau này hoặc đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng ok luôn. 75.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn nhá. Đèn cúc áo này, giá sẽ là 30 cành cho con đèn cúc áo như này. 30.000. Bấm này nó sẽ lên này. Đấy các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đèn cúc áo nhá, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Rất sáng này, các bác thấy không? 30.000 nhá. Đó. Lên cho em là đèn cúc áo 30k. Có nam châm rồi các thứ đầy đủ luôn. Đó, đèn cúc áo 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ led mẫu cũ nhá. Đồng hồ led mẫu cũ 140.000. 140.000 cho con đồng hồ led mẫu cũ như này. Có kèm cho các bác cả dây cắm luôn và một con đồng hồ như này, chiều dài thì vào khoảng là 15-17 cm, chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm nhá. Đấy, có dây cắm như này.
Và khi nó hiển thị thì nó sẽ là đúng như như trên hình này luôn, hiển thị số như trên hình này. Giá bỏ tăng cái thành cái ra. Giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao vân gỗ nhá. Đấy, một con dao vân gỗ siêu sắc bén như này nhá. Giá sẽ là 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng khâu đầu khâu đuôi này, made in Japan này. 120.000 cho con dao vân gỗ này. Giá siêu rẻ luôn. Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ các bác nhá. Đây, đấy các theo. Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng siêu sắc nhá. Siêu sắc luôn, giá siêu rẻ. 120.000 nhá. Các bác thấy không? Chất dao khỏi về bàn rồi. Siêu sắc bén này. Seki là hàng thương hiệu Seki Japan nhá. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này chống đau lưng à, nó gọi là cái gì? Cái tựa lưng nhá. Giá là 50 cành, đây là cái miếng mút để các bác về các bác lót vào đây cho em này. Đấy. Còn khi các bác kê thì các bác chỉ cần đặt vào đây này. Đấy. Đặt vào đây sau đó thì mình lắp vào này cho em này. Đó, đây. Rất là đẹp luôn nhá. Các bác có thể đút cái này vào đây. Đấy, đút cái này vào đây cho nó êm. Đấy, cho nó êm cái phần lưng của mình tựa xuống này. Đó, đây. 50.000 cho cái tựa lưng này thôi nhá. Đấy, và cái này nó rất là nhiều cấp độ. Thì khi các bác dùng thì mình có thể tụt lên hạ xuống độ cong tùy theo. Để mình tựa cái này, nó là cái tựa lưng công năng học thì nó giúp cho các bác là chống đau mỏi lưng, đau mỏi cổ rất là tốt luôn. Đấy, các bác tựa lưng cũng được mà làm tựa vào cổ cũng được nhá. 50.000 cho cái tựa lưng như này. 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ là cái sen quạt tăng áp này. Giúp tăng áp lực của nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. 90 cành. Đấy, mua sen được tặng kèm dây. Đấy, dây dài khoảng 1m, 2m3. Bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua nguyên một cái dây này cũng phải 3-40.000 rồi. Em ở bên em bán cả sen cả dây có 90.000 thôi. Đấy, mẹ còn có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp. Giá chỉ có 90.000 cái bộ sen quạt tăng áp này thôi, 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vòng bằng vàng 24 carat nhá. Đấy, vòng vàng 24 carat như này. Đó, và ở đây thì có các cái hạt nam châm từ trường. Khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đó. Giá rất hợp lý nhá. Giá hợp lý lắm. Chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40 cành thôi. 40 cành cho một cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Rất là nên dùng các bác nhá. Các bác nào bị huyết áp cao hoặc thấp thì đeo vào một thời gian nó sẽ ổn định nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh cài dao như này. Các bác dắt dao vào đây cho em, ngoài ra thì các bác có thể đeo song đeo nồi vào đây rất là tiện luôn. Có kèm cho các bác cả ốc vít luôn thì các bác có thể là bắt lên tường này, bắt vào cánh cửa này, hoặc là các bác bắt lên tường. Đấy, sau đó thì mình treo song nồi rồi dắt dao vào đây rất là tiện luôn. Thanh cài dao giá sẽ là 90.000 thôi. Giá chỉ có 90k cho một con thanh cài dao như này thôi nhá. 90.000 cho một cái thanh cài dao như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra của WeShip và cân nhắc trước khi mà. Bên shop tiếp tục về cho các bác cái băng dính điện nhá. Băng dính điện hàng nội địa của Nhật này. Đấy. Có những cái lô thì nó còn nguyên kiện như này các bác này. Còn nguyên kiện như này, nhưng mà cái này thì nó không có nhiều. Đấy, còn nguyên kiện như này luôn. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng của thương hiệu DNK này. Made in Japan các bác này. Đây. Đấy, made in Japan các bác nhá. Đó, các bác thấy chưa? Made in Japan nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Băng dính của bên em thì dòng này nó là sẽ là siêu dai, siêu dính nhá. Đó. Siêu dai, siêu dính cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Giá sẽ là 80k trên một cân nhá. 80k trên một cân. Đây các bác này. Đó, đây. Đây. Các bác thấy không? Kéo thoải mái luôn. Siêu dai, siêu dính và siêu mỏng luôn. Gần như không có lõi nhá. Lõi là gần như không có đâu. Siêu dai, siêu dính, siêu mỏng. Bên shop sẽ bán cho các bác với giá đó là 10k một quận nhá. Đấy, 10.000 trên một quận. Đấy, các bác mua quận thì sẽ là 10k một quận nhá. 10k trên một quận to như này. Đấy. Còn quận nhỏ như này thì sẽ là 5.000 này. Đây. Quận nhỏ này sẽ là 5k này. Đó, 5k. Quận nhỏ là 5k, quận to là 10.000. Đây. Đấy, nó một gấp đôi luôn. Quận nhỏ 5k, quận to là 10k, và mua cả cân thì sẽ là 80k trên 1kg nhá. 80k trên 1kg, nửa cân thì sẽ là 45k nhá. 45.000 trên nửa cân. Đó. 80k trên 1kg nhá.
1 kg, còn nửa cân sẽ là 45.000. Băng dính cũng đủ màu luôn. Đấy, màu đen, màu xám, màu trắng đủ màu cho các bác luôn. Giá thì siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít 6 cạnh như này nhá. Đấy, vít tôi vít 6 múi nha. Đấy, vít 6 đầu nhá. 2 này, 4 này, 6 đầu. Với một cái đầu này nó là 7 thì em gọi là vít 6 đầu nhá. Vít 6 đầu rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đó. Một cái tô vít như này bao gồm cho các bác có sẵn 6 đầu như này. Lên cho là tô vít 6 đầu, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con vít 6 đầu như này. Các bác có thể dùng để sửa chữa thay tháo, nó rất là tiện luôn, có sẵn ở đây luôn. Đó, có sẵn ở đây luôn. Mình chỉ cần rút ra là mình thay tháo thôi. Đấy, lên cho em là vít 6 đầu, giá của nó sẽ là 50k. 50k cho con vít 6 đầu như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp bạt nhá. Đây, đây nó sẽ là cái kẹp bạt như này. Thì các bác có thể kẹp vào bạt này, kẹp vào các cái vải cái bạt đen ấy, bạt đen, bạt xanh để các bác kẹp, hoặc là kẹp vào dù cũng được. Đấy, rất là tiện luôn, khi kẹp vào nó rất là chắc như này. Đấy, hoặc là kẹp vào những cái rèm cửa, rèm kiếc bằng vải nhá. Các bác kẹp vào được hết nhá. Đấy, về nhà các bác chỉ cần sập cái này cho em xong, sập cái này cho em xong. Đó, nó khóa rất là chắc luôn, thì khi sập vào rồi thì các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đấy, về nhà mình sập nó vào là mình có thể kéo luôn dây vào đây và kéo đi nhá, chăng bạt chăng kiếc nhá. Giá sẽ là 25.000 một chục nhá. Đó. Các bác lên cho em là kẹp bạt 25k trên 10 cái, 25.000 trên 10 cái các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm này. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, rút ra là tự hãm, bản to nhá, số rõ ràng nhá. Đấy, thước rút tự hãm có dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. Đấy, thước rút tự hãm. Đó, rất là ngon luôn. Đấy. Con này thì ưu điểm là các bác dùng là không phải giữ, không phải giữ. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm cho mình. Đấy, rút ra tự hãm. Lên cho em là thước rút tự hãm nhá. Đấy. Thì con 5m thì sẽ là 40k này, 5m là 40k. Đấy. Còn con 7m là 50.000. Đấy. Đây. Con 5m thì sẽ là 40k nhá. Đấy. 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đó. 7m rưỡi, 7,5m thì sẽ là 50k. Đó. Và 10m thì sẽ là bằng 60k nhá, bằng 60.000. Đấy, 5m 40.000, 7m rưỡi 50.000 và 10m là 60.000. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng dù lỗ nhá. Đây, một con thắt lưng dù lỗ như này. Dùng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy. Thắt lưng dù lỗ như này dùng rất chất lượng nhá. Đấy. Hàng của quân đội nhá, thắt lưng dù hàng của quân đội như này. Rất là ngon luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con thắt lưng dù lỗ như này, giá chỉ có cho các bác là đi đây, có cả những cái đai điếc các bác thắt vào này, rất là ngon luôn. Một con thắt lưng dù lỗ như này rất nhiều lỗ nhá. Đấy, ở đây nó rất là nhiều lỗ luôn. Các bác kể các bác bụng bự 1m2, 1m3 cũng ok hết nhá. 1m2, 1m3 cũng ok hết. Cái dù lỗ này là bao nhiêu đấy? Thắt lưng dù lỗ này giá sẽ là 70k nhá. Lên cho em là thắt lưng dù lỗ này, giá của nó sẽ là 70k cho một con thắt lưng dù lỗ như này. 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ ông già nhá. Mũ ông già như này, giá thì sẽ là 105k nhá. 105k cho cái mũ ông già như này các bác này. Đấy. Con này thì đội rất là ngon, ôm form ôm dáng, đặc biệt là chuẩn bị hết mùa hè sang mùa đông rồi, hoặc là các bác ở trong miền Nam đây các bác. Đó, đội như này. Các bác có thể thắt xuống như này. Đấy, thắt như này rất là ấm luôn. 105.000 nhá. Ngoài ra thì các bác có thể cho lên như này thì nó sẽ là thành một cái mũ bình thường. Đấy. Cho lên như này các bác thắt dây vào cho em là xong. Thì nó sẽ là thành một cái mũ bình thường. Đấy. Một cái mũ đội bình thường rất là ngon lành luôn. Đấy, khi mà ra ngoài đường hoặc là trời lạnh các bác bịt cái này vào cho em, rất ấm luôn. Thắt dây vào thì nói chung là gió lạnh thì chỉ có ở ngoài khóc thôi. Đấy. Cái này thì năm ngoái bên em cháy hàng nhá. Sớm đi. Đấy, các bác có thể mua sớm đi. Đó, giá thì sẽ là 105.000. Lên cho em là mũ ông già nhá. Mũ ông già. Giá sẽ là 105.000. Đó. Mũ ông già này. Giá sẽ là 105k nhá. 105.000 cho con mũ ông già như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái sản phẩm mũ rất là đẹp luôn, đó là cái mũ nồi nhá. Đây. Đấy, cái mũ nồi như này. Bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu đen. Đấy. Màu nâu và màu đen như này. Đấy, màu nâu màu đen. Thì cái con mũ nồi này thì giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con mũ nồi như này. Con mũ nồi này cũng đội rất là ngon luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Em đội con mũ nồi cho bạn xem này. Đấy. Rất là ngon luôn nhá. Đó. Các bác đội trời nắng trời mưa đều được hết nhá. Trời nắng trời mưa đều được hết. Hoặc là mùa đông thì các bác đội giữ ấm cho đầu của mình rất là tốt luôn. Đó, rất là ngon lành luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là mũ nồi
có hai màu, màu đen và màu nâu, hai màu đều đẹp hết, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá sẽ là 100.000 cho con mũ nồi như này, 100.000 nhá. Đó, 100.000 cho con mũ nồi như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, ôm form ôm dáng. Đấy, đầu nào cũng đội được hết nhá. Bên em là mũ nồi giá sẽ là 100k, còn mũ ông già là 105.000. Tiếp. Bên shop về cho bác hai cái mẫu đá mài hàng của Nhật nhá. Đấy, đá mài. Có hai màu, màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000, giá sẽ là 90.000 nhá. Đấy, à, màu vàng này là 5.000, 10.000, giá sẽ là 90.000. Còn màu vàng này thì giá của màu đỏ này của nó thì sẽ là 70.000. Độ mịn của nó thì là 3.000, 8.000. Độ mịn ít hơn thì là nó sẽ rẻ tiền hơn. Đấy, có hai mẫu đá mài như vậy. Thì các bác biết được nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu vòi tưới cây nhá. Đấy, à, vòi phun thuốc sâu. Đây, nó sẽ là cái đầu vòi như này. Đấy, cái đầu vòi như này. Để các bác dùng thì mình phun thuốc sâu rất là tiện luôn, hoặc là tưới cây. Phun thuốc sâu, tưới cây, tưới lan. Đấy, các bác chỉ cần là cho vào ấy nha, cho vào cái chai thì ở đây nó sẽ bơm không khí này. Đấy, nó sẽ bơm không khí ở đây nhá. Bơm khí vào đây ép vào chai thì các bác bơm này là nó sẽ chảy nước ra thôi. Đấy, có sẵn cho các bác một cái vòi luôn. Có sẵn một cái vòi. Đây, có cái vòi này mình cắm vào chai là xong nhá. Lên cho em là vòi phun thuốc sâu nhá. Vòi phun thuốc sâu. Giá sẽ là 35k. Đó. Vòi phun thuốc sâu 35.000. Vòi phun thuốc 35.000, vòi phun thuốc này. Vòi phun thuốc giá sẽ là 35k nhá. 35k. Lắp thẳng vào cái về nhà có cái gen này các bác xoáy vào cho em là chai Coca này, hoặc là các cái dòng chai nhựa, chai nước ngọt đều được hết. Sau đó thì mình bóp ở đây nó có đầu bét để các bác chỉnh lượng nước này, rất là ngon lành luôn. 35.000 thôi. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, 35.000. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mẫu nước hoa nha. Đầu tiên nó sẽ là nước hoa khách sạn này. Đó. Các bác lên cho em là nước hoa khách sạn, cái này thì rất là thơm. Đấy, lọ của nó thì nó sẽ là một cái lọ như này, dung tích của nó vào khoảng là đi đây. Đấy, một cái lọ nó trong lòng bàn tay này các bác này. Dung tích của nó chắc là vào khoảng là đi 200-300ml gì đấy các bác nhá. Đó, đây. Này thì các bác về các bác tháo cái này ra cho nó, cắm cái bấc này vào. Các bác để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ rất là thơm luôn. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác giá là 30k nhá. Bên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn. Giá sẽ là 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này. 30k nhá. 30k một lọ nước hoa khách sạn này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nước hoa Dubai nhá. Nước hoa chiết Dubai, hàng của Made in Dubai các bác này. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 lọ. Đấy, 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá. Nước hoa Dubai, giá sẽ là 70k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 5 lọ nước hoa Dubai như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là nước hoa của thương hiệu Gucci nhá. Nước hoa của thương hiệu Gucci như này, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, Made in UK các bác này. Đó, Made in UK, hàng của Anh. Con này thì sẽ là 120k một lọ như này nhá. 120.000 giá thanh lý. Tiếp theo thì đến cái nước hoa sáp nhá. Nước hoa sáp 30.000 cho một lọ như này. Đấy, một hộp như này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đi 4 hộp. 4 hộp nó là hàng sáp. Đấy, nước hoa sáp nó sẽ là hàng sáp. Đây. Đấy, một hộp của nó là có 4 hộp nhỏ này nhá. Đấy, bằng sáp rất là thơm luôn. Đó. Giá này sẽ là 30.000, hàng của Nhật, giá thanh lý cực tốt luôn, 30k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt cành hộp đỏ nhá. Đấy. Đây. Nó sẽ là một cái kéo đựng trong một cái hộp đỏ như này. Con này thì các bác dùng để chuyên cắt cây, cắt cành rất là ngon và mượt luôn. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Kéo cành hộp đỏ, giá sẽ là 100 đây. Hàng made in Japan này. Đó. Đấy, hàng ốp liền thân như này nhá. Đấy, hàng ốp gỗ này, cán liền thân này, chất liệu của nó là thép không gỉ này. Đó. Cắt thì cực kỳ là ngon luôn. Và cái độ vàm này của nó thì rất là rộng nhá, cắt rất là ngon. Giá thì sẽ là 150.000. Lên cho em là kéo cành hộp đỏ, giá sẽ là 150k cho một em như này nhá. 150.000 cho một em kéo cành hộp đỏ như này. 150k nhá, 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt inox. Một hộp như này thì sẽ là 100 chiếc, đấy là 380.000. Mua 100 chiếc là 380.000 nhá. Mua lẻ thì bên em bán là 7.000 một chiếc nhá, 7k một chiếc, và bán là từ 5 chiếc trở lên.
Đấy, còn mua một vỉ như này là một vỉ như này sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho 25 chiếc, 25 chiếc. Còn mua 50 cái thì đây là 25 cái này bằng 130.000 này. 50 cái thì sẽ là bằng 230k đó. Và mua 100 cái thì sẽ là 380.000 nhá, 380.000. 100 cái nó sẽ là một hộp nguyên như này. Một hộp nguyên này là 300 cái nhá. Đấy, chất liệu của nó là lưỡi đỏ nhá, lưỡi đỏ là dòng lưỡi cao cấp nhất rồi. Còn lưỡi thường của nó thì là lưỡi xanh và lưỡi vàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bơm hai xi lanh nhá. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan, bơm hai xi lanh hàng nội địa của Nhật. Dùng cực kỳ là ngon luôn, bơm khỏe, đầm hơi. Đó, đầy hơi, đẫy hơi. Đấy, cân hơi của nó là 10 cân nhá, 10 cân. Bơm xe máy, bơm ô tô thoải mái. Giá sẽ là 230.000 nhá, 230k cho một con bơm 2 ti như này. Lên cho em là bơm 2 ti 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức như này. Đấy, nó màu đồng rất là đẹp luôn. Hàng made in Germany. Khóa đồng Đức này, rất đẹp cho các bác này. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. 130k cho một em khóa đồng Đức như này. Hàng chống cắt, chống trộm. Đấy, chống cắt, chống trộm, chống các kiểu chống luôn. Đấy. Rất là đẹp các bác nhá. Đấy, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Có bốn chìa và chìa tròn. Chìa tròn như này thì sẽ là chống cắt chống trộm rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho con khóa Đức như này các bác nhá. Đấy. Khóa đồng Đức 130.000 các bác nhá. 130k cho mấy em khóa đồng Đức như này. Đấy, khóa đồng Đức 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là máy xay máy xay cầm tay nhá. Con này thì các bác dùng bằng tay không thôi, không cần phải dùng điện đó mới cả, rất là tiện luôn. À đấy, hàng cắm điện này, quên các bác nhầm. Các bác cắm điện như này cho em nhá. Đấy, cắm điện như này. Con này thì sẽ là 245.000. Đây, có công tắc này, cắm vào các bác bật lên này. Đấy thì là các bác cứ đưa trực tiếp vào nồi luôn. Đưa trực tiếp vào nồi như này. Đấy là nó sẽ xay cho các bác này. Ví dụ như là xay cháo này hoặc là xay các cái đồ đồ mà mình muốn làm cho nó nghiền ra thì rất là ngon luôn. Đây, có công tắc ở đây nhá. Đấy, có số 1, số 2. Cắm điện vào cho em là nó sẽ xoay này. Đấy, cái lưỡi này nó xoay này. Thì là ví dụ các bác muốn đánh cháo này hoặc là xay các cái thực phẩm đều ok hết nhá. Giá của nó, con này sử dụng điện 220V. Lên cho em là máy xay cầm tay nhá, giá sẽ là 245.000. Con này thì rất tiện dụng luôn, máy xay cầm tay. Thì các bác này, ví dụ như các bác muốn xay các loại thực phẩm này, hoa quả này, chỉ đưa vào cái là nó nghiền cho các bác ra luôn. Đó, rất là ngon nhá, tiện luôn, có thể ăn luôn, không cần phải dùng máy miếc các thứ cối kiếc phiền phức. Tiếp theo thì bên shop về cho con này thì lên theo là máy xay cầm tay 245.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Con này giá thanh lý chỉ có 50.000 một chiếc thôi. Lên trên là bàn chải điện 50k cho một chiếc như này. Đây nó sẽ là một cái đầu bàn chải rất là ngon như này các bạn. Đấy. Sau đó thì về nhà các bác lắp thêm vào, có thêm các bác là kèm thêm bốn đầu bàn chải luôn, bốn đầu bàn chải như này. Đây lắp theo cái lẫy này, lắp sập vào này. Đấy. Lắp vào đây cho em. Đây. Các bác ấn nó sập lẫy vào nhá. Đấy nó có cái lẫy đây, các bác lắp cho nó sập lẫy vào này. Đấy, các bác lắp nó sập lẫy vào cho em. Sau đó thì mình sử dụng này. Đó, bật lên này. Đầu bàn chải nó rung này. Đó, nó rung như này. Cái này tần suất rung của nó rất là lớn luôn. Đấy các bác này. Đó, thấy không? Đấy, nó rung đấy các bác này. Đó, thì giúp cho các bác là nó có các chế độ rung này giúp cho các bác là vệ sinh răng lợi rồi, nói chung là đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 50 cành thôi. 50 cành nhá. Lên cho em là bàn chải điện, giá sẽ là 50k. 50k cho cái bàn chải điện như này nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy đồng hồ nhá. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ là combo cho các bác là cả máy cả kim. Combo đầy đủ cho các bác luôn, combo đây. Đấy, giá sẽ là 40.000 cho một bộ sản phẩm như này, combo cả máy cả kim luôn. Đó đây. Đây là kim của nó này. Kim này và máy bên trong đây. Về nhà các bác chỉ cần lắp đặt vào thôi. Máy đồng hồ thay cho những cái đồng hồ cũ bị hỏng máy, 40k nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước móc khóa nhá. Đấy, thước móc khóa như này. Con này thì nó sẽ là 2 m, rất là tiện luôn, các bác có thể treo vào móc khóa này, làm thợ làm nghề này, rất là tiện nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bác này. Đấy, các bác theo. Đó. Rất là ngon nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Hàng của Nhật này, 50.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái
cước câu nhá, bao nhiêu một quận này anh nhỉ? Đây cước câu nhá, hàng này nó sẽ là cái hàng 4 ly, là hàng phổ thông để cho các bác câu các cái loại cá đều ok hết nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một quận cước câu như này nhá. Một quận này nó vào khoảng là 100 mét, tha hồ thoải mái cho bác câu luôn. Hàng của Nhật các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là cước câu. Đấy, hàng của thương hiệu Shimano của Nhật nhá. Shimano của Nhật này. Đấy. Rất chất lượng cho bác luôn, Japan này. Đấy. Giá của nó sẽ là 30k cho một quận như này nhá. 30k cho một quận cước câu như này. Lên cho em là cước câu 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái bàn là hơi nước mini như này. Con này rất là nhỏ gọn luôn. Đó, điện 220 có điều chỉnh, có điều chỉnh này. Đấy, có cái phần thì các bác châm nước vào đây. Đấy, đây cái nắp này, cái quai này để các bác châm nước vào cho em này. Đấy. Đây, các bác tháo cái đầu này ra, châm nước vào đây. Đấy, cho nước vào đây. Đấy, nói chung là bàn là hơi nước xịn sò ngon lành. Thoải mái cho bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho con bàn là hơi nước mini như này. Bàn là hơi nước mini giá sẽ là 130k nhá. 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là cây nhá. Bàn là cây. Đấy, thì con này cũng có hơi nước luôn. Và các bác dùng để mình là quần áo các thứ rất là ok. Công suất của nó là 150W, xoay 360 độ luôn. Đó, rất là ngon. Hàng dày dẫn chắc chắn, hàng của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là đi cái bàn là cây thì bao nhiêu Phương? Hả? Lên đi là bàn là đứng nhá, 370.000. Đó, đây. Rất xịn sò con bò luôn các bác này. Đó. Bàn là đứng 370.000. Nó sẽ là bằng cơ chế là hơi nước nó sẽ ra và giúp cho quần áo của các bác phẳng đẹp. Và con này ưu điểm của nó thì nó sẽ là chống cháy quần áo rất là tốt luôn. Đấy, các bác chỉ cần vuốt này là phẳng luôn. Lên cho em là bàn là đứng nhá. Đấy, bàn là đứng này dùng thì rất là an toàn. Đấy, giá sẽ là 370.000. 370.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 370k cho con bàn là cây như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là bàn là cây nhá. Bàn là cây hoặc bàn là đứng. Giá sẽ là 370.000. 370k. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop bảo huấn, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, 430.000. Hàng thì nó của thương hiệu Kaisavilla, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, các bác theo đây. Đấy, những cái nắp nhức của nó các bác đã thấy độ chất của nó rồi. Đấy, mở nắp ra đậy vào này. Đấy. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em nhá. Đun bếp từ, bếp ga, các loại bếp giáp đều ok hết nhá. Bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều ok hết. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng là các bác chỉ việc là cho nước vào là đun thôi, rất khủng bố luôn, rất chắc chắn, dày dặn nhá. Đó. Giá thì sẽ là 430.000. Lên bạn cho em là ấm đun nước 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật, 280.000 một hộp như này. Các bác có thể phủ được từ 7 đến 10 lần. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc. Thì dòng này thì nó rất là tiện dụng luôn. Đây các bác này. Đấy. Nó có sẵn đâu. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây. Đấy. Nó sẽ có sẵn cho các bác đầy đủ combo này, bao gồm là một đầu lược này, một lọ thuốc này và các cái bộ dụng cụ đi kèm nữa nhá. Đó, 280.000, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì khá là hợp lý cho anh em các bác rồi. 280.000 nhá. Các bác nào mà hay bị bạc tóc này, rồi tóc bạc này. Nói chung là các bác dùng con này cho em thì nó rất là tiện. 280.000. Hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Made in Japan các bác nhá. Made in Japan 280.000. Dầu gội phủ bạc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thông cống vàng nhá. Đấy, nước thông cống vàng như này 60.000 một lọ. Đường ống cống rãnh nhà các bác bị tắc thì các bác dùng con này cho em. Đó, dùng con này cho em, hàng nội địa của Nhật cũng cực kỳ cao cấp luôn. Đó, made in Japan các bác nhá. Made in Japan. Lên cho em là thông cống vàng 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Bánh xà phòng của Nhật. Dòng này thì tuổi đời của nó là từ năm 1890 của thương hiệu của Nhật nhá. Đó. Thì con này sẽ là lên cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh. 40.000 một bánh như này và 101 cho 3 bánh nhá. 3 42 101 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây
dây điện của Nhật nhé, dây điện của Nhật này đó, thì 5m là 240, 10m là 350 và 30m là 700 nhé. Đấy, hàng dây thì nó sẽ là dây của Nhật thế này, cực kỳ là, dây này là dây 2.5 nhé, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Dây 2.5 của Nhật đây, Japan CU các bác này, đây, đấy, Japan CU, dây của Nhật xịn nhá. Japan CU dây của Nhật xịn như này, giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, Japan CU dây của Nhật xịn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là dây 2.5, dây lõi đồng. Đây, có đầu đầu này có đèn báo nhá, đầu này có đèn báo và đầu đúc liền như này. Giá của nó sẽ là theo theo dây nhá. Đấy, có dây 5m, dây 10m nhá. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Bên em về thì nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 10m và đây, giá còn 5m sẽ là 240.000, 10m là 350.000 và 30m là 700. Thì các bác mua cái 10m này có 350 thì nó được lợi hơn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn nhá. À, cái đuôi đèn cảm ứng thì bên shop có hai mẫu. Một là mẫu đuôi lò xo, hai là mẫu một là mẫu đuôi các bác có thể là về đấu điện trực tiếp. Hai là mẫu hai đuôi hai đầu thì về nhà các bác cắm điện. Đấy. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Đây. Đây cái mẫu này sẽ là đuôi cảm biến hai đầu nhá. Về nhà các bác xoáy cái bóng cũ ra, xoáy cái đuôi này vào cho em xong xoáy quả bóng mới vào cái đầu này. Đó. Gọi là đuôi hai đầu rất là tiện luôn. Thì về nhà các bác không phải đấu nối. Con này là 60.000. Còn có bên em vẫn có cái con đuôi cảm biến này. Đấy, đuôi cảm ứng này thì con này về nhà các bác phải đấu nối vào nguồn điện thì nó phức tạp hơn một chút, thì con này sẽ là 55.000. 55.000 cho con này. Đấy, cũng là cảm biến chuyển động, có người đi qua thì sáng mà không có người đi thì nó sẽ tắt. Thì có hai mẫu như vậy, một là mẫu đấu trực tiếp, hai là mẫu này nếu nhà bác nào có sẵn cái đuôi đấy rồi mà muốn thay vào thì các bác dùng con này cho em, mình thay vào cho em là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện, con này sẽ là 60.000 một chiếc. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em, tiết kiệm được từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ của gia đình nhà mình. Rất là tiện ích luôn, máy tiết kiệm điện 60.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bộ ấm trà đồng nhá, bộ ấm trà đồng như này. 450.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Đây cho em là ấm trà đồng 450.000. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đĩa này, một cái đĩa như này. Đấy, tiếp theo cho các bác là bộ chén đây. Đấy. Bao gồm cho các bác là một đĩa. Đấy, một đĩa 6 chén và một chuyên nhá. Chất liệu bằng đồng. Đấy. Một đĩa có 6 cái chén luôn. Đó. Cái đóng gói của nó cũng rất là cẩn thận đấy nhá. Đó. 6 chén một chuyên. Chuyên của nó thì nó sẽ là rất là vừa xinh nhá. Đây. Nó sẽ rất là vừa xinh và đẹp như này. Hoa văn rồng phượng này. Đấy các bác theo. Đây. Đấy. Combo cho các bác luôn. Một bộ sản phẩm như này 450.000. 450.000 nhá. Đấy. 6 chén 10 chuyên. Các bác có thể dùng để mình uống trà, rồi nói chung là đa chức năng luôn. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình trưng bày hoặc là dùng trực tiếp để mình làm các công việc hàng ngày. Đấy, rất là ok các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đó, đây các bác này. Đấy. Cái đít này của nó thì nó khá là dày đấy các bác. Đít này khá là dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đấy. Bên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng. Giá sẽ là 450.000 cho một bộ chuyên chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm nó là cái bột thông cống nhá. Bột thông cống của Nhật, con này thì giá của nó sẽ là 25.000 nhá, 25.000 cho cái bột thông cống như này. Còn cái chai chai thông cống này thì nó đắt hơn một chút, nó sẽ là 60.000 cho cái chai nước thông cống như này. Rồi ok.